tôi bị gan nhiễm mỡ độ 1 thì có loại lá nào uống giúp giảm mỡ hay không? Ngoài ra thì tôi còn bị nhân tuyến giáp thì nên uống cây thuốc nam nào để điều trị ạ? Chào bạn, trường hợp của bạn là dùng hai cây thuốc là cây xạ đen và cây giảo cổ lam để sắc cùng thì sẽ có tác dụng là điều trị hai căn bệnh trên bạn nhé. Theo kinh nghiệm dân gian thì giảo cổ lam có công dụng là hạ mỡ máu và giúp giảm béo, còn cây xạ đen thì có công dụng là tiêu viêm, giải độc, giảm kích thước của u bướu. Bạn kiên trì sử dụng hai vị thuốc trên kết hợp với nhau để sắc uống hàng ngày thì sẽ có hiệu quả rất là tốt. Một số thông tin tôi xin phép được chia sẻ đến với bạn.